thấy có nhiều xe máy đang dựng trong sân nhà không người trông coi, trong đó có một chiếc xe có cắm sẵn chìa khóa. Một người đàn ông từ ngoài đi vào, dắt chiếc xe máy ra ngoài rồi nhanh chóng tẩu thoát cùng đồng bọn. Sự việc xảy ra vào lúc 6 giờ 23 ngày 7 tháng 12 trên địa bàn xã Phong Thành, thị xã Gia Rai. Theo hình ảnh camera ghi lại cho thấy, vào thời điểm trên có hai người đàn ông điều khiển xe máy lưu thông trên đường. Người chạy xe đội mũ bảo hiểm màu trắng, đeo khẩu trang, mặc áo sơ mi trắng đen, quần sọt. Còn người ngồi sau đội mũ bảo hiểm màu đen, đeo khẩu trang, mặc áo sơ mi dài tay xanh đen, quần dài. Khi phát hiện thấy cửa rào của một nhà dân đang mở và có nhiều xe máy dựng trong sân nhà, không người trông coi, tên chạy xe giảm tốc độ và dừng xe lại ngoài đường, cách cửa rào khoảng 5 mét. Lúc này tên ngồi sau liền bước xuống rồi tiến về phía cửa rào để quan sát người bên trong. Quan sát thấy không có ai, tên này liền đi vào trong sân nhà và tiến về chiếc xe quay đang đậu, rồi ung dung dắt xe lùi ra ngoài đường, nhanh chóng tẩu thoát cùng đồng bọn. Theo chủ nhân xe máy bị mất, hai tên trộm xe rất liều lĩnh, bởi thời gian trên có rất nhiều người qua lại, nhưng cả hai vẫn thản nhiên trộm xe như chúng không người.